Công an Phú Thọ triệt phá nhóm buôn ma túy liên tỉnh. Số lượng lớn ma túy tổng hợp vừa được Công an Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang. Ngày 20 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Thanh Sơn vừa tiến hành kiểm tra, bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 5, Hoàng Văn Hà đang tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích để bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Đối tượng Hà sinh năm 1989, trú tại bản Lắc Kén, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Vật chứng cơ quan công an thu giữ gồm 1.000 viên nén, khối lượng 92,013 gam metafetamin. Đối tượng Hà khai nhận đã cùng Lò Văn Trơ, sinh năm 1985, ở bản Bó, thị trấn Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên mua về để bán. Ngày 12 tháng 5, Hà mang số ma túy trên xuống địa bàn huyện Thanh Sơn tiêu thụ thì bị bắt giữ. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thanh Sơn đã ra lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Trơ. Qua đầu tranh khai thác, Trơ khai nhận số ma túy trên Trơ mua của Lò Văn Sơn, sinh năm 1994, ở tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Tùa Chùa. Ngày 17 tháng 5, cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Lò Văn Sơn. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 14 viên nén màu hồng, theo Sơn khai nhận là ma túy tổng hợp. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.